Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Quốc hội thăm và tặng quà tại huyện Bát Sát. Không khí Tết đang rộn ràng khắp nơi, tại các chợ hoa xuân của thành phố đang tràn ngập sắc hoa, cây cảnh, thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Phát triển đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng. Lào Cai có thêm 2 giải thưởng du lịch ASEAN. Tin quốc tế, rạng sáng ngày 16 tháng 1, một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía bắc đảo Sumatra của Indonesia. Chưa có thông tin thiệt hại về người. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình công tác tại Lào Cai sáng ngày 16 tháng 1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động khó khăn tại huyện Bát Sát. Cùng tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Phát biểu với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Bát Sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện khi vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế. Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc huyện Bát Sát đón Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 30 năm tái lập, Lào Cai đã trở thành tỉnh khá trong khu vực 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai có quyền tự hào vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quốc gia. Tôi tin với cái truyền thống của tỉnh Lào Cai của chúng ta, những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm tái lập tỉnh và với cái tiềm năng lợi thế, vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt quan trọng như Lào Cai thì chắc chắn đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện được các cái mục tiêu cho đến 2025 và đặc biệt là hai cái mục tiêu 100 năm mà công chí đặt ra trong nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 16. Và toàn đảng bộ của chúng ta, toàn thể lực lượng vũ trang của chúng ta, nhân dân chúng ta chăm lo cho những người nghèo, những gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn. Nhất quyết là ai cũng phải có Tết. Nhất quyết là không được để cho một ai bị bỏ lại trong cái Tết Quý Mão của dân tộc này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho các đồn biên phòng Bát Sát, Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, tặng quà cho 150 gia đình, chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 công nhân, người lao động khó khăn. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao 100 triệu đồng cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dự Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát tổ chức tại xã Trịnh Tường. Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã vận động tặng gần 16.000 suất quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và học sinh, sinh viên nghèo với tổng giá trị là 7 tỷ 600 triệu đồng. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội phấn khởi, vui mừng và xúc động khi được tham dự các hoạt động nhân ái tại mảnh đất nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đồng thời biểu dương sáng kiến tổ chức Tết Nhân Ái với các hoạt động đa dạng, đã tạo được không gian văn hóa Tết vui tươi, ấm áp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trao 100 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam tại địa phương, tặng mô hình bếp sạch cơm ngon thuộc chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tặng 20 xe đạp và áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã tham quan các gian hàng, tham gia hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc cùng nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 1, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo thành phố Lào Cai đã đến thăm, tặng quà Tết các khu dân cư, tổ dân phố tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thành phố. Tại tổ nhân dân số 7 phường Xuân Tăng, thôn Dốc Đỏ, xã Cam Đường, thôn Phời 2, xã Tả Phời, tổ 13 phường Bình Minh, tổ 11 phường Nam Cường và tổ 23 phường Pom Hắn, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên bà con tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Nhân dịp năm mới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng và tặng quà cho các thôn, tổ dân phố tiêu biểu, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thành ủy Lào Cai cũng tặng quà Tết cho các khu dân cư tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, các địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng triển khai trong trường hợp có cháy rừng xảy ra, duy trì kênh thông tin liên lạc về tình hình cháy rừng thông suốt trong mùa hanh khô. Riêng các địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như huyện Bát Sát, Văn Bàn và thị xã Sapa cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương đồi trong thời kỳ cao điểm khô hanh, quy định cụ thể khu vực không đốt nương, hướng dẫn kiểm tra, quản lý việc đốt nương của người dân và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Cụm homestay xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên và Chi Spa thuộc khách sạn nghỉ dưỡng Siêu Park Grand Resort and Spa Sapa của tỉnh Lào Cai sẽ là hai đơn vị đại diện cho Việt Nam được trao giải thưởng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Homestay ASEAN và giải thưởng dịch vụ Spa ASEAN tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á ATF 2023 sắp diễn ra. Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á ATF 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 2. Tại Yogyakarta, Indonesia, lễ trao giải diễn ra vào ngày 5 tháng 2. Đây là giải thưởng cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. Trước đó, Lào Cai đã có hai nhóm cơ sở lưu trú homestay được Hiệp hội Du lịch các quốc gia ASEAN công nhận. Đạt chuẩn homestay ASEAN là nhóm cơ sở lưu trú tại gia của đồng bào Giấy, xã Tả Văn, thị xã Sapa và nhóm cơ sở lưu trú tại gia của đồng bào Tày, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày 25 tháng Chạp, không khí Tết đã hết sức rộn ràng. Tại các chợ hoa xuân của thành phố Lào Cai, tràn ngập sắc hoa cây cảnh, thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Tranh thủ buổi chiều rảnh, thời tiết đẹp, chị Lương Tuyết Trinh đã đưa cháu đến chợ hoa xuân chụp ảnh và tham quan, lựa chọn cây cảnh đón Tết. Sau những bận rộn của cuộc sống, đến với chợ hoa xuân rực rỡ, náo nhiệt, trong chị lại dâng trào nhiều cảm xúc. Chợ xuân của mình thì cũng như truyền thống hàng năm thôi. Thế nhưng mà mình thấy là qua những 3 năm Covid ấy, thì cũng thấy là năm nay là mình nhộn nhịp hơn, vui vẻ hơn. Không khí mọi người tuy rằng là điều kiện kinh tế có thể đang trong thời gian phục hồi, nhưng mà mình thấy là rất là tuyệt vời. Bởi vì mọi cái không khí Tết truyền thống nó vẫn cứ đi vào lòng người như thế thôi. Và chị thấy là mọi người là gần gũi nhau nhiều hơn, yêu quý nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn, trân quý nhau nhiều hơn. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải trân trọng những cái thời khắc như thế này. Chợ hoa đang vào thời điểm tấp nập nhất. Mỗi người đều mong muốn chọn được cho mình một cây quất đẹp, một cành đào ưng ý hay chậu hoa xinh. Năm nay nhiều kiểu dáng, loại hoa chơi Tết mới được các tiểu thương đưa về chợ, đem lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Hôm nay mình đi xem đào thì thấy rất ấn tượng với cái cành đào huyền. Bình thường mọi năm thì mình không thấy nhiều thế này, năm nay thấy rất là nhiều, bày rất là đẹp. Cái dáng đào của nó rất là hợp với cái ngôi nhà để trước tivi các thứ ấy. Mình đã chọn được một cành đào ưng ý ở đây rồi ạ. Chợ hoa xuân trên tuyến phố An Dương Vương năm nay có 169 gian phục vụ Tết. Nhiều tiểu thương cho biết giá bán của các loại hoa cây cảnh năm nay không có sự biến động lớn. Người dân có thể yên tâm đi chợ hoa xuân tham quan, lựa chọn cho mình những cây hoa ưng ý nhất để trang trí trong nhà vào dịp Tết này. Mình thấy tầm buổi chiều, tầm khoảng từ 25 đến 28 rồi đi thì là mọi người đi chợ hoa rất là đông. Mình thấy thì hầu như mọi người đến đây thì chắc là chỉ lựa chọn đào, quất, mai, có những bạn đến chụp ảnh nữa.
Đi chợ hoa xuân đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu đối với người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Chợ hoa kết thúc sẽ là lúc nhà nhà, người người sum họp đón năm mới trong niềm hân hoan, ấm áp. Thưa quý vị và các bạn, tăng số lượng đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong năm 2022 vừa qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng. Vinh dự, tự hào, đó là cảm nhận của tất cả mọi người khi được đứng dưới đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ dành cho đảng viên trong lễ kết nạp. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Và trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực tham gia các tổ chức hội, các đoàn thể, không vi phạm 19 điều lệ của đảng viên, tiếp tục vận động nhân dân, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Thông qua các cái hoạt động của các cái tổ chức hội, thì phát hiện các cái nhân tố mới, đặc biệt là các cái lớp thế hệ thanh niên trẻ, các cái em học sinh vừa mới ra trường, trung học phổ thông cũng như là các cái trường cao đẳng hoặc là đại học giới thiệu cho các cái chi bộ cũng như đảng bộ cơ sở để phát triển tạo nguồn cho đảng. Bên cạnh số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên mới được các cấp ủy đặc biệt quan tâm thông qua việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú. Và chúng tôi tổ chức các cái hoạt động, các phong trào tình nguyện, thực tiễn để thanh niên có cơ hội được cống hiến và được thể hiện cái khả năng bản lĩnh của mình. Và thực tế cho thấy rằng qua những cái phong trào hành động cách mạng và qua những phong trào thi đua thì đã xuất hiện những hạt giống đỏ trong công tác đoàn và từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kết nạp. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành tổ chức xây dựng đảng, năm 2022 toàn tỉnh đã kết nạp mới 2.102 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Thứ nhất là cái nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng về cái tầm quan trọng trong cái phát triển đảng viên và nghiêm túc chỉ đạo xây dựng và triển khai cái kế hoạch theo đúng cái quy trình của công tác phát triển đảng viên, thường xuyên đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, giao các cái đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí kể cả các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy cấp huyện được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên xuống cái cơ sở tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, trực tiếp hướng dẫn rồi là đôn đốc thực hiện cái kế hoạch phát triển đảng viên. Phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên có trình độ, nhiệm vụ này tiếp tục được Đảng bộ tỉnh Lào Cai coi trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là tại cấp ủy cơ sở. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được tỉnh Lào Cai quan tâm gắn với tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp gần 655 nhà văn hóa thể thao cấp huyện, xã, thôn, khu dân cư. Phần lớn nhà văn hóa thôn có diện tích từ 70 đến 200 m2, có trang thiết bị, thiết yếu, phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, các nhà văn hóa trở thành địa điểm cho trên 2.000 câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng duy trì hoạt động. Thời gian tới, Lào Cai sẽ hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa có nhà văn hóa để xây dựng công trình, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp để tu bổ, mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, với 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh Lào Cai có nền văn nghệ dân gian vô cùng phong phú, đặc sắc. Cùng với dòng chảy của thời gian, sự hội nhập giao thoa làm văn nghệ dân gian đứng trước nhiều thách thức. Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các hội viên chi hội văn nghệ dân gian tỉnh đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị. 13 năm gắn bó với công việc nghiên cứu văn nghệ dân gian, chị Vũ Thị Trang có 4 công trình nghiên cứu đã được xuất bản. Trong đó, cuốn sách Trống trong đời sống văn hóa người Dao đỏ ở Sapa là công trình mới và thành công nhất của chị. Tác phẩm đã đạt giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2021. Được tiếp xúc với cái chiếc trống của người Dao đỏ thì mình đã rất thích rồi. Bởi vì nó giống như một cái công trình nghệ thuật ấy. Đấy, nó giàu tính thẩm mỹ. Cứ tìm hiểu ra thì cảm thấy nó có rất là nhiều bí ẩn. Mỗi lần tìm ra được một cái điều bí ẩn đấy thì mình thấy rất là vui. Và nó khích lệ cho mình để mình đi sâu, đào sâu, mình tìm hiểu thêm nữa. 50 công trình nghiên cứu với hơn 20 đầu sách đã xuất bản là kết quả mà Chi hội Văn nghệ Dân gian Lào Cai đã thực hiện trong 5 năm qua. Thông qua những công trình này,
những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh đã được lưu giữ lại dưới dạng văn bản và hình ảnh. Đây là những nguồn tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển trong hiện tại và tương lai. Văn hóa dân gian nghề đồng kiến thì bây giờ cũng có một số lượng tác phẩm tương đối là khá phong phú so với các dân tộc Lào Cai. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là bản thân tôi cũng chưa hài lòng và tôi vẫn đang ấp ủ xây dựng nhiều đề tài, nhiều đề cương nghiên cứu trong thời gian tới. Tham gia xây dựng các hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, Chi hội Văn nghệ Dân gian đã tích cực góp phần để Lào Cai xếp trong nhóm đứng đầu cả nước. Đến nay Lào Cai đã có gần 40 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và một số di sản đại diện nhân loại. Tất cả các cái phong tục tập quán của các dân tộc cho đến nay đã được bảo tồn tương đối là tốt, trừ những cái khu vực mà có sự ảnh hưởng của cái quá trình đô thị hóa thì cái văn hóa nó bắt đầu có sự mai một. Nhưng với các cái thôn bản mà chủ yếu là cộng đồng các dân tộc thiểu số cư trú thì cho đến nay được đánh giá là cơ bản là tốt. Với 35 hội viên, Chi hội Văn nghệ Dân gian Lào Cai được đánh giá là chi hội mạnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Đây chính là lợi thế để chi hội ngày càng hoạt động hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục chương trình, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Tin thế giới, y tá Anh lên kế hoạch đình công mới. Sau đà tăng trưởng ấn tượng 8,02% năm 2022, sang năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ cẩn thận trọng trước những thách thức. Đây là nhận định của nhiều tổ chức quốc tế được đăng tải trên các trang báo tuần qua. Các chuyên gia nhận định, trong năm 2023, động lực thúc đẩy kinh tế có thể sẽ không còn là xuất khẩu hoặc chi tiêu tiêu dùng, vốn đã tăng mạnh trong năm 2022. Thay vào đó là sự phục hồi của ngành du lịch khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới, cùng với chính sách của chính phủ Việt Nam tăng mạnh đầu tư, thúc đẩy kinh tế, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP 6,5%. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế đều đưa ra khuyến cáo với Việt Nam cần thận trọng trước những rủi ro từ bên ngoài. Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục chính sách tỷ giá linh hoạt khi rủi ro gián đoạn nguồn cung và lạm phát cơ bản tăng cao có thể tiếp tục. Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất giảm là do hiện nay các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, tín dụng bị thắt chặt, nhu cầu thị trường giảm, chi phí tiếp cận tài chính tăng. Đây là những ngành lĩnh vực doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất như mức áp dụng năm 2022. Năm ngoái, quy mô các hỗ trợ tài khóa như giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%, gia hạn tiền thuế phải nộp, giảm tiền thuê đất, mặt nước, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về mức sàn trong biểu khung thuế là 233.000 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, một số trường hợp mắc bệnh nặng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, người không may mắc một số bệnh liên quan đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S theo quy định. Các trường hợp khác cũng thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người không may mắc các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát, không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ sinh hoạt, nhu cầu cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Tiếp tục chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì và ủng hộ quan hệ với Tổng thống Nga. Tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vào ngày 15 tháng 1 trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine, đồng thời cảnh báo cả Nga và Ukraine đều không có phương tiện quân sự để giành chiến thắng. Trong một nhận định, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá cao đề xuất của người đồng cấp Nga về việc gửi lương thực miễn phí tới các nước nghèo thông qua sáng kiến ngũ cốc biển đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tổ chức hai vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các lệnh ngừng bắn cục bộ và giảm căng thẳng cục bộ ở Ukraine trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đang không ở vị thế có thể giành chiến thắng về mặt quân sự trên thực địa. Ngày 15 tháng 1, Trường Điều dưỡng Hoàng gia, Hiệp hội Y tá lớn nhất của Anh cho biết sẽ tiến hành một đợt đình công mới trong tháng 2 tới nếu các cuộc đàm phán về tiền lương với chính phủ vào cuối tháng này không đạt tiến triển. Trong một tuyên bố, đại diện Trường Điều dưỡng Hoàng gia Anh cho biết số lượng người tham gia biểu tình lần này dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với những cuộc biểu tình trước diễn ra trong tháng 12 năm 2022 vừa qua. Làn sóng đình công đã lan rộng tại Anh trong năm qua trong bối cảnh đời sống người dân trở nên khó khăn trước sức ép từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế. Trong những ngày gần đây, chính phủ Anh đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với các tổ chức công đoàn y tế, song không đạt được tiến triển nào. Chính phủ Anh cho biết mức tăng lương mà các tổ chức công đoàn yêu cầu là không thể đáp ứng được, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hiện nay. Tại một thị trấn phía đông của Ghana, những chai thủy tinh vứt đi dưới bàn tay của một thợ thổi thủy tinh chuyên nghiệp đã được hồi sinh trong hình dạng mới. Michael Ted, 44 tuổi, là thợ thổi thủy tinh chuyên nghiệp ít ỏi còn sót lại ở Ghana. Hiện nhà máy gia đình của anh Michael đang xử lý hàng tấn thủy tinh mỗi ngày, biến chúng thành những sản phẩm cung cấp cho cửa hàng bán đồ thủ công. Hiện tại, nhà máy chưa tìm được nguồn hỗ trợ, tuy nhiên công việc này đang góp phần thay đổi tư duy của nhiều người. Michael là một trong số ít những thợ thổi thủy tinh nóng được chứng nhận ở Ghana. Ấp ủ ước mơ về một trường dạy thổi thủy tinh, Michael hiện đang hướng dẫn các thành viên trong gia đình mình, trong đó có cậu con trai nhỏ về nghệ thuật thổi thủy tinh, với hy vọng trong tương lai, các con của mình sẽ tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh đầy tính nghệ thuật này. Nhà chức trách Trung Quốc đã xác nhận hàng chục người đã thương vong và mất tích trong một vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 1, theo giờ địa phương, tại một nhà máy hóa chất ở huyện Bàn Sơn thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này. Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 2 người thiệt mạng, 34 người khác bị thương và 12 người mất tích trong vụ nổ. Những người bị thương hiện đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Truyền thông sở tại cũng cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình bảo dưỡng tại đơn vị alkyl hóa của nhà máy. Hơn 330 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ nổ để dập lửa. Hiện đám cháy đã được kiểm soát. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Rạng sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía bắc của đảo Sumatra của Indonesia. Theo cơ quan khí tượng và địa chất Indonesia, trận động đất không gây thiệt hại hay cảnh báo sóng thần. Trận động đất xảy ra cách thành phố Singkil của tỉnh Aceh khoảng 48 km vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương. Cơ quan khí tượng, môi trường và địa chất Indonesia cho hay trận động đất không gây sóng thần, trong khi cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia cũng cho biết đến nay chưa có thông tin về tình hình thiệt hại về người do trận động đất. Tại các tỉnh Aceh và Bắc Sumatra, người dân có thể cảm nhận thấy rung lắc trong 3 đến 10 giây gây hoảng loạn. Cách đây khoảng 2 tháng, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Tây Java Đông Dân, khiến hơn 600 người thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng là do nhà đổ hoặc sạt lở đất. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm đầu xuân cũng là lúc hoa cải dầu bung sắc trên những thửa ruộng tại vùng cao Bắc Hà. Và những hình ảnh đẹp về hoa cải dầu nở rộ sẽ có trong một khoảnh khắc hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai.
Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời chuyển rét, sau rét đậm, vùng cao rét hại. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại, vùng cao rét hại nặng. Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai giảm xuống mức 13,7 độ C, thị trấn Bắc Hà rét hại nặng 7,6 độ C, thị xã Sapa thấp nhất 5,6 độ C. Hiện không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai khiến nền nhiệt các khu vực giảm thấp hơn. Vì vậy, người dân các huyện vùng núi cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non vật nuôi các loại khi trời rét đậm rét hại xảy ra. Vùng núi có độ cao từ 2.300 m trở lên cần đề phòng mưa tuyết băng giá xuất hiện gây hại. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nam cấp 2, trời rét hại đến hại nặng, nhiệt độ từ 5 đến 10 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió bắc cấp 2, trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 3 đến 8 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 10 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.